cam kết đỗ đại học, không đỗ hoàn 100% học phí. Thầy Phạm Hữu Cường, giải pháp luyện thi đại học ngữ văn 2024. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Thầy là tiến sĩ Phạm Hữu Cường, là giáo viên bộ môn ngữ văn thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi, cũng là hệ thống giáo dục trực tuyến số 1 tại Việt Nam hiện nay. Với gần 30 năm tham gia giảng dạy, công tác trong ngành giáo dục, thầy cũng đã khoảng 12 năm đồng hành cùng Học Mãi trong việc giảng dạy các khóa học trực tuyến, đặc biệt là cho học sinh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và luyện thi đại học. Lứa học sinh 2K6 các em sẽ là lứa cuối cùng thi theo nội dung, chương trình và cấu trúc đề thi cũ. Nếu các em không đạt được mục tiêu trong kỳ thi 2024, thì các em sẽ phải thi cùng lứa 2K7. Và như vậy, tức là các em sẽ phải thi theo nội dung, chương trình, sách giáo khoa mới, cấu trúc đề thi mới. Điều này rõ ràng là một thử thách rất lớn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, thầy khuyên các em hãy chuẩn bị mục tiêu, chiến lược ôn tập, kế hoạch ôn tập để tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. Nếu như các em không chuẩn bị từ sớm, không có quyết tâm hoặc quyết tâm chưa đủ, thì cơ hội làm lại sẽ rất khó khăn. Những bí quyết giúp các em chinh phục 8 cộng 9 cộng môn ngữ văn. Để giúp các em học tốt môn ngữ văn, thầy sẽ là người truyền cảm hứng cho các em và sẽ đồng hành cùng các em trong mỗi giờ học. Đồng thời, để giúp cho lứa học sinh 2K6 vượt qua những thử thách và áp lực trước mắt, thầy và Học Mãi sẽ mang đến cho các em giải pháp luyện thi toàn diện, cam kết đỗ đại học, không đỗ hoàn 100% học phí. Giải pháp luyện thi toàn diện môn ngữ văn 2024, đồng hành cùng học sinh cho đến khi thi. Duy nhất hệ sinh thái Học Mãi, hệ thống thông tin độc quyền, hệ thống phòng luyện hơn 10.000 bài tập từ dễ đến khó, hệ thống thi thử theo kỳ thi để trải nghiệm ngay khi chuẩn bị thi, dịch vụ tư vấn hướng nghiệp. Trong giải pháp luyện thi toàn diện này, các em sẽ được học thông qua các bài giảng và tương tác trực tiếp với giáo viên trong từng buổi học. Giải pháp luyện thi toàn diện của Học Mãi cũng cung cấp một dịch vụ hỗ trợ toàn diện xuyên suốt quá trình học và thi, từ việc thi thử để thí sinh đánh giá được năng lực của mình, đến việc tư vấn hướng nghiệp, chọn trường, chọn ngành, chọn nghề phù hợp và giải đáp những thắc mắc cả về chuyên môn lẫn khó khăn trong suốt quá trình học. Học Mãi cũng dành tặng nhiều suất học bổng có giá trị cho các học sinh 2K6. Thầy sẽ luôn đồng hành cùng các bạn học sinh 2K6 trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2024. Để nhận học bổng từ Học Mãi, đăng ký giải pháp ngay hôm nay.